Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Như anh chị đã biết thì như trong lĩnh vực năng lượng mặt trời cũng như là các bác làm bên ngành điện điện cái tủ điện thì chiếc kìm bấm cốt này thì không thể thiếu. Đấy, chung là rất là hữu ích. Đó thì em cũng có cái kìm bấm cốt đây. Nhưng hôm nay em nhất là em cho các bác quay tham khảo thêm cái mẫu kìm bấm cốt, nhưng mà nó là cái máy bấm cốt luôn. Đó, cái này nó là hiệu của thằng Nhật nha. Nhật bãi này em mới lấy về thì nó không có pin. Đó, nó không có pin cái chân pin này nên là em bây giờ em mới phải mở ra. Thứ nhất em xem là nó đấu điện như thế nào. Thứ hai là để em test thử thì nó báo là điện chạy có 6V, nó 120W. Đó, thì bây giờ em sẽ mở cho các bác xem này. Đây, em đã tháo ra đây. Thì nó dùng là motor này. Motor là 550 này, đấy, số nó này. Đấy, hai cặp nguồn này. Đi lên này qua công tắc này, đây là cái dấu chắc để bóp xì hơi này, đó, đây. Cái máy này khá đẹp mới, rồi đây thì em tháo ra để biết được đây, có phân biệt đây, em đánh dấu ở đây, cộng này, bên đây trừ, một tí em sẽ cấp nguồn để cho nó chạy, bây giờ em sẽ cấp nguồn để test thử cho các bác xem nhá, để ở đầu em sẽ test bấm cốt cho các bác quay, nhà bên đây là trừ này, là cộng này, đó. Đây, bây giờ sẽ bóp thử này. Đó, bóp đây thì nó sẽ lên này. Đó, mình xả hơi, đây, xả hơi. Đó, bây giờ em sẽ lắp hoàn thiện vào, em sẽ test giữa cái máy bấm cốt này với cái kìm bấm này, xem là với cái kìm như này chỉ có mấy trăm ngàn và với cái máy trị giá mấy triệu bạc để xem là nó có hơn không, làm việc có hiệu quả hay không, thì có đáng mua hay không. Đây thì em sẽ lắp rồi, em sẽ test những thiết bị của em đây. Đầu bấm cốt này, đây em sẽ nối những cái dây năng lượng mặt trời này, này có mấy lượm ở ngoài vựa ve chai, chắc ông nào cũng đấu nó mới để lộn xộn có ném đi, thì em sẽ làm lại thành cái rắc đây đây, cái rắc chia y này, ông nào cũng đấu mà mới lùm tùm này. Đó thì em sẽ đấu à em sẽ bấm nó gọn lại thành một cái rắc đôi y bình thường. Rồi sẽ tiến hành em ráp máy lại. Tiến hành đắp xong, bây giờ em sẽ test cho các bác xem cái kìm bấm tay này như này, đây cái kìm bấm tay này, đây sẽ có cái dây này, đây dây điện MC4, dây của điện năng lượng mặt trời này, dây này là cáp 4 ly, 4. Đó, em sẽ bấm vào đầu cốt này. Đây, sẽ bấm vào cái đầu cốt này bằng cái kìm bấm tay nhé. Đó, để bấm tay. Thì bấm tay á, mình phải cần dùng một cái lực. Tức là mình cần cái lực này này. Tức là bình thường là một là hai tay này, hai là bác phải ấn xuống cái điểm tì. Nhưng nếu mà các bác ráp ở trên các tủ điện có nhiều chỗ là không có điểm tì mà các bác phải gồng cả hai tay vào thì cực kỳ khó, nên cái máy này em sẽ test cái máy này cho các bác xem. Đây đây cái đầu đã bấm bằng ấy này, bây giờ sẽ bấm bằng này, sẽ cắt này đoạn đi này, này. Đó, đây là cái này rắc bằng bấm bằng kim này. Đó, rồi cái này sẽ bấm bằng máy bấm cho các bác xem nha. Nó sẽ ngã ra cho vào cổng số 5 này, 5.5 này. Đây, nghe cho nó đấy, đấy.
Đây. Cực kỳ đơn giản, quá nhẹ nhàng. Là đủ lực á, nó ngắt này, ngắt này, mình chỉ cần xả ra thôi xong. Bấm một cái lắc đây là loại nhỏ hơn này. Đây, những cái đầu rắc nhỏ như thế này. Nó quay cái đầu cốt này, đầu máy này, quay nó về đây, quay nó về cái cạnh này. Dập à. Chặt ngắt đó, mình sẽ bấm một cái khác rồi. Lấy nhát hơi khó, lấy nhát ra lại. Đó, thấy không? Đẹp luôn. Chắc. Đó, thằng nào mà làm bên ngành tủ điện như thứ là ok. Rồi, sẽ bấm bằng cái rắc ca mỡ xi 4 đây. Đây, đang có cái rắc mỡ xi 4 này. Hai cái chuôi cái thì sẽ đi vào cùng chuôi đực giống như thằng này. Đấy, cái này thôi. Đây, cái này rồi đây. Kìm bóp bóp cái cạnh này xuống đi. Theo về để nhắc lại đó. Đó, đảm bảo các bác là không bị mò ve hồ quang nha, bởi vì trên cái rắc mà C4 này nó mò ve hồ quang cái là xong phim luôn. Đấy, tại thành cái rắc ngon lành luôn. Đó, đó lại như bình thường. Đấy, thế này. Đó, cái này người ta cũng cắt là người ta đấu như này. Đó, như này chẳng hạn, đấy chỉ việc cắt đấu lại là xong. Đó, bấm lại cho bác xem đây. Cái này mà không có ấy này. Đây là cái rắc mà không có kìm để bấm này. Khách bấm bằng bằng kìm này. Đó, này là bấm bằng máy này. Rắc lại phải bằng máy của bác xem nha. Đây. Đầu này. Đây, căn cái thằng này. Đây, nó vừa bằng cái thằng này. Cho vào máy này. Này, đây là cái cận này 5.5 này. Này. Rất là dễ xem nhé. Đây. Không bao giờ rất là được. Đó. Thấy chưa? Cực kỳ chắc chắn. Rồi, ok. Bấm lại cho bác xem nhé. Đây cái này nha. Rắc này. Đây.
Đây, mình bấm vào cái đầu số 8 này. Trên máy ghi là số 8 này. Đó, số 8 này. Về đây. Đó. Ok. Đấy, sau khi bấm xong thì đây này. Ở trên cái đầu jack này. Đây. Đó, nó có số đây. Lấy nét để có nhìn này. Đó, có số 8 luôn này. À, số 8 là in chìm vào trong cái này. Nó sẽ in vào trên cái đầu cốt các bác. Số 8 này, số 2 này. Số 5 này, 14 này. Đó, thì nó sẽ nằm in vào trên các đầu nhựa này. Đây, như cái này. Đó, số 8 này. Đó. Số 8 này. Đây. Đó, các bác nhìn thấy ok không? Đó, chất lượng quá ok. Tha hồ giật rồi. Đó, đây là những cái kìm bấm tay thì không giờ là làm được cái đấy. Không có số. Đó, còn bấm máy thì cực kỳ đẹp. Đó. Đó, trên này em vừa giới thiệu cho bác quay tham khảo cái mẫu máy bấm cốt của hiệu của hàng của Nhật này. Hàng này là hàng nội địa Nhật, hàng bãi. Đấy thì nó chạy điện 6V nhưng để chạy 6V á thì nó hơi yếu, nhưng chạy hẳn 22V thì nó nhanh hơn, khỏe hơn. Không ảnh hưởng gì. Đó thì đây chỉ có mỗi thân máy thôi. Thì về có thể đóng pin lại tại vì nó không có cục pin nên em phải tháo ra em quay cái chân nguồn nó thôi. Đó thì cơ cấu nó chỉ là cái motor 550 quay tua chậm rồi nó qua cái thủy lực để nó đẩy cho thằng này. Đây, qua thủy lực nó đẩy cho thằng này. Đây, nó bình thường mình bóp này. Đó nó lên. Đó lên. Đó, nó đẩy nó tự ngắt này, ngắt cho mình bấm nó này xả này. Đó. Rồi, trên em vừa giới thiệu cho bác xem cái mẫu máy bấm cốt dùng cho anh em bên điện năng lượng mặt trời cũng như là anh em ráp tủ điện hay là điện công nghiệp. Thì những cái máy này rất là hữu ích trong vấn đề là mình ráp trong những cái tủ mà ở những cái ví dụ như cái tủ điện. Đấy, nó có những cái thế mình có thể đút cái này và quay ngang qua, quay dọc lại, quay đủ hướng để cho luôn. Thay vì mình phải dùng cái kìm như này. Đấy. Kìm này khi mình làm mình không có điểm tì nữa, bình thường mình bấm những cái rác như thế này, như này mình bấm nha, mình phải có cái điểm tì chứ không thì mình phải gồng hai tay này, rất là nặng nha, đây rất là nặng, đấy, khi mà không bóp hết được nó không thả ra, đấy, nhưng mà trên cái máy này thì các bác chỉ cần đưa máy vào thôi, đây, như này nhẹ nhàng, đây đầu cốt này đưa vào này, đây mình sẽ đây, đây ví dụ đây. Đây. Đây các bác cần đưa đây như này, em bóp thử cho này thôi nhé. Đó. Này. Quá ok này. Như là mình rất là nhàn cái tay. Đó. Cái này có thể bấm được những cái đầu to như này. Đây là cái phi cái to nhưng mà do em không có phi nên là em không có test được. Đây nó phi 14 này. 1.4 này, đấy sẽ vào như này, đấy, vào đi này, đấy, để đây, bấm nó ok này, nó ok luôn, đó, bấm đầy phát là những cái rác to là thoải mái luôn, đó, nhưng mà em không có dây nên là em không bấm này, rác này cái đầu cốt này khá mắc, nên là không, chưa có dây chưa thử cho bác xem được, nhưng mà bấm ok, đó, rồi, video xin được kết thúc đây, một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã coi video này, chúng ta có thể chia sẻ cho người thân và bạn bè biết để tham khảo cái mẫu máy bấm cốt dùng trong ngành năng lượng mặt trời cũng như trong hệ điện tủ điện hoặc điện công nghiệp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.